50. Vâng. 50 hãy còn trẻ hen. Hãy còn trẻ hen. Hãy còn trẻ. Ừ, hãy còn trẻ. Dạ, ít hơn cụ nhiều. Cụ nhớ cụ năm nay bao nhiêu không? Cụ nhớ không? Đâu, cụ nói cụ nhiêu, cụ nói coi. Đó, 95. Dạ. Trời ơi. 95. Vâng. Cụ 95 rồi. Đúng không? Sinh năm 1928. Ừ. Nhớ gì nghe. Để nó vào trong cái này. Vâng, sinh năm 1928. Ừ, đúng rồi. Tôi không có nhớ tuổi, nhớ năm, không có nhớ gì. Hương cụ ở lo cho cụ, buổi tối cụ ngủ cho ngon, ha. Vâng. Bây giờ cụ bóp da cho cụ xong cho nó đỡ đau rồi nằm xuống, ha. Vâng, nghe. Thôi. Nó vai nó quen đi. Không có, tôi già rồi. Không biết nó quen đi là ngồi dậy không? Đã không? Đã. Rồi đi đâu mà không có người làm móc chơi. Ta không, tôi già rồi, bữa nào? Không, nói chuyện. Tại mấy hôm nay cụ đau. Mấy hôm nay cụ đau, mới bóp vai cho cụ thôi. Chứ đâu có ở không mà bóp vai. Rồi cụ nhớ tuổi mình chưa? Bây giờ cụ là đọc kinh coi, cụ đọc kinh đi. Rồi bóp vai cho cụ đọc kinh đi. Đọc kinh gì? Đọc kinh cứu khổ đó. Ừ. À, thôi thì đọc kinh dưới hồ đi. Vâng. Nam mô gì? Cụ đọc coi. Cụ nhớ cụ đọc cho thuộc coi. Nam mô gì? Đọc coi, đọc cái đẹp thôi, là đẹp bà dài ghê không? Đọc đi. Cụ nói tên cụ đó, để cụ nhớ pháp danh cụ không? Tôi không có pháp danh, tôi chỉ có tên không. À, vậy tên không đó. Đệ tử con tên là Đinh Thị Khen, nghe không? Ừ. Là đồng tôi gấp tay lên. Đệ tử... Tên Đinh Thị Khen. Pháp danh Nam Mô A Di Đà Phật, pháp danh của con tên là Đinh Thị Khen. Đinh Thị Khen, ai Đinh Thị Khen? Con xin quy Phật. Con xin quy Phật. Con xin quy Pháp. Con xin quy Pháp. Con xin quy Tăng. Con xin quy Tăng. À, từ trước đã tạo bao nhiêu tội lỗi. Mình trước đã tạo bao nhiêu tội lỗi. Cũng vì vô sĩ tham sân si. Cũng vì vô sĩ mà tham sân si. Từ thân miệng ý mà gây ra. Từ thân miệng ý mà gây ra. Tất cả hôm nay xin sám hối. Tất cả hôm nay con xin sám hối. Từ trước đã tạo bao ác nghiệp. Từ trước giờ đã tại bao nhiêu tạo bao nhiêu ác nghiệp cũng vì vô thủy tham sân si, cũng chỉ vì vô thủy tham sân si, từ thân nguyện ý mà sanh ra gây ra, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả hôm nay xin sám hối. Tất cả hôm nay xin sám hối. Lần nữa nghe. À. Từ trước đã tạo bao ác nghiệp. Tạo bao nhiêu ác nghiệp và thêm bao nhiêu nữa. Cũng vì vô thủy tham sân si. Chỉ vì vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà gây ra. Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả hôm nay con xin sám hối. Tất cả hôm nay con xin sám hối. Rồi đọc cái bài cứu khổ lại đi. Nam mô gì đó. Đọc bài nãy đó. Nam mô bài cứu khổ đó. Có tôi hả? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật thiết cứu khổ chân kinh. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát. Phật thằng hà xá số Phật vô lượng công đức Phật. Phật giáo long ngôn. Từ kinh đại thánh nó kiếm một tù, nó kiếm trọng bệnh, nó kiếm tấm tay bất giảm của người cứu nhân. Độc tụng nhất thiên biến nhất thân nhân ni khổ nạn, độc tụng nhất đoạn biến trần giá ni thất đàn. Nó mô Phật lục y, nó mô Phật lục hộ, thủy nhân vô ác tâm, nhân thân bất độ, qua Bồ Tát, thổi kiện Bồ Tát, án đốc đại kim vương, kinh kiện Bồ Tát. Má hiu, thanh tịnh trì nguyên, thân sự đất cán, thân sự đất hiu. Như lại Bồ Tát Bồ Tát cả hán cứu hộ đệ tử thân chất tế ni khổ nạn tự nhiên quan tế ông anh đạt bất tu đệ cần tứ hết tâm môn tinh môn huyết huyết đế huyết đế ba la đế nên huyết đế đế ba la tăng huyết đế ba la tăng huyết đế ba la tăng huyết đế Bồ Đề Tát Bà Ha ít đấy đế và là ít đế và là tăng ít đế giỏi quá. Đau chỗ nào? Nó mỏi, nó đau, nó mỏi đầu vai đấy. Đầu vai chỗ này đây ha. Thôi bóp nó lại đau thêm. Bóp nó đau thêm. Ôi giời nó lại đau thêm. Ôi giời đau thêm. Nó đau hệ á thôi. Thôi nằm, thì ta nằm xuống. Nằm xuống đi, nằm xuống ngủ tới sáng luôn. Giờ lấy cái xe đi ha. Vâng. Cái xe ra ha. Mình ngủ tới cái sẵn giấc nha. Niệm Phật rồi. Thôi giờ nằm xuống cho khỏe đi. Đây, nằm gối đây. Đây, biết này. Đỡ cô nằm từ nha. Ôi, thôi. Tự nằm hả? Tự nằm. Nằm thế mà giờ thế thì nó nhiều món quá. Nằm đi là nó nhiều món. Cái thực tế. Đâu nằm ra gần gần ở đây đâu. Dạ? Nằm đâu? Cái đầu của đây, nằm đây. Nằm đây. Vâng. Nằm xuống. Mình xuống. Từ từ. Cứ ngồi. Không sao. Rồi, 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 nằm xuống đi. Tuổi già khổ vậy đó. Nhưng mà Đức Phật mới sanh già, bệnh khổ, chết khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nhưng mà chú cũng béo. Yeah. Người Bắc cụ gọi là béo. Tôi không gọi là béo, nó đỏ. Mình gọi cái kia nó khác cái tên đi, nó không có cái lộ cái tên béo này. Thế bây giờ cậu giới cụ 95 rồi à? Cụ 95 rồi, rồi như vậy là quý lắm rồi đó. Tuổi cụ tính ra tuổi ta là 95
Tôi tay là 94. Cửa sinh năm năm Mậu Thìn. Đúng rồi. Năm Mậu Thìn 1928. Thì tuổi tay là 94. Tụi ta là phải 95 không? 95 rồi. Còn 5 tuổi đó, 5 tuổi nữa là 100. Chắc cũng được 100 tuổi đi. Vậy cũng được 100 thôi. Thôi giờ thôi đâu, mình mới nói. Vâng. Bắt mình chết thì mình phải chết thôi. Tại vì á, cậu phải như vậy nè thì nó đỡ đau. Còn cậu để riết nó lâu ngày đó. Nó lâu ngày nó đau cho nó đụng tới cô cũng đau. Cô cứ nằm, cô ngồi, cô đưa tay, cô tập thì thằng tập, nó lại đỡ đau. Cho nó nhúc nhích đó, nó nhúc nhích nó mới giãn cái gân rồi nó đỡ đau. Đúng rồi, tôi người quá. Chứ đâu có ai cũng bóp cho cô đau đâu. Có ai bóp đâu. Chỉ có mình bóp đấy thôi, chứ có mình. Rồi. Còn thì... chú được bao nhiêu anh em? Bốn. Vâng. Bốn cũng tốt. Tôi cũng vào khoảng bốn người, ba người. Rồi giờ cụ còn ai chị em, anh em gì không? Bây giờ quên. Quên. Không nhớ được. Mẹ muốn đầu tối mới nhớ được. Ừ. Sao nè? Chỉ có mấy người thôi. Chứ không có. Không, ý là bây giờ còn sống không á? Còn sống con. Quê à? Ừ. Con. Không, anh em chị em á chứ còn không nói con. Không, anh em chị em chứ còn con ít lắm. Quên. Anh em ít lắm. Mà không nhớ đâu rồi, mình bỏ qua đi. Quên. Không nhớ rồi. Yeah. Cái chú được mấy anh em? Bốn. Vâng. To bốn. Thế thường thường chú đi nào cũng đi. Tụng kinh. Không thầy. À, tụng kinh cho ông thầy. À, quá này ông thầy. À, ông thầy. Nhưng mà thôi, cứ kêu chú em đi. Cho nó vui. gọi thế đâu có được nhỉ? Không sao, cụ lớn rồi. Cụ lớn rồi, cụ đừng có ngại. Cho dễ, cho cụ vui. Miễn cụ vui được rồi. Chiều nay ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ngon không? Cơm nó ngọt rồi. Ngon. Ăn không đủ. Tôi cũng phải giúp bao vận động bao nhiêu mình ăn bao nhiêu mình không kêu ca nôi thôi nhỉ. Vâng. Giờ là gọi là lực bất tòng tâm rồi đó. Tôi là cái thì ai thì sao kệ, tôi không có nói rằng nôi no thì bảo ông no thì đói thì nó nói đói. Vâng. Cũng vui ha cậu bé à. Cái đó có gì đâu, đừng có đéo quá vậy thôi. Có không? Rồi, thế nằm ngủ đi. Không, bây giờ chú ngủ vào cái giường nào? Đừng ngủ ngoài cậu hoài. Thế nè, ngủ ngoài này nè, cậu đừng có lo. Cứ ngủ đi. Đó. Còn chóng lắm. Chưa một giờ. Chưa một giờ. Cũng có lạnh không? Không nhớ được đấy. Nó từ từ nha.
Thì nó rảnh rồi vậy. Không, nhưng mà không làm nó sẽ liệt. Nó giống như cái chân cụ á, phải cũng ráng hoạt động chứ nó không biết là nó sẽ liệt. Thì ở già rồi, cả trăm tuổi rồi. Cả trăm tuổi rồi thì nữa cụ. Ít ai tuổi được cái cụ lắm á. Sao nhỉ, không được? Ít lắm. Ai mà trăm tuổi, ai nói gì thì trăm tuổi. Cụ 95 mà thì gần trăm rồi. Ừ, đúng rồi. Hiếm lắm, hiếm người có tuổi này lắm. Tôi chỉ kiếm người kia chỉ có ăn rồi ngồi trong nhà đấy thôi. Cậu hả? Hồi xưa hả? Bây giờ. Hồi xưa có tiểu thư không? Có. Cũng là tiểu thư đó. Hả? Hồi nhỏ cũng là tiểu thư đó hả? Ừ, cũng là tiểu thư. Ồ, vậy có kìa. Là ông cố hồi xưa là làm lớn hay sao? Không. Chị làm lý trưởng, phó lý tưởng. Là thầy pháp á. Thầy pháp. Vâng, ôi dân con rồi, cụ tiểu thư vậy rồi. Tiểu thư bây giờ là ai, nếu mà còn nó thấy nên nó ghét con cái tụi mà theo Mỹ. Vâng. Chạy. Cô chạy qua đây năm nào? Chạy mới chạy đi một khoảng cái đó. Đi về về, nhưng không nhớ này. Cũng khoảng cái đó, 2 năm rồi. Sao 2 năm được? Bao nhiêu? Mấy chục năm sao 2 năm? Không, mới đây này. Mới đây này chứ còn đi. À, mới đi về lại thăm. Đi về. Sang đây. À, 2 năm. Bây giờ hết đi được rồi. Về thăm ở đâu? Tràng Cát. Tràng Cát. Cậu biết thế không? Tràng Cát. Yeah. Tỉnh nào? Hải Phòng. À, Hải Phòng. Tràng Cát Hải Phòng. Không mà chú, sao không lấy vợ đi? Tại tu mà lấy vợ đi. À, tu. Quên rồi. Tôi nói chắc rồi còn sớm nó vô ngủ chút nữa, cô nằm ngủ đi cho khỏe. Thế thì chú có ngủ không? Thì cụ ngủ rồi mới ngủ. Đấy, chú nằm đi thôi. Không, rồi nằm đây. Nằm đây hả? Vâng, vâng. Cái giường ở đâu rồi, đâu tôi có tính, ở đâu rồi? Ừ? Cái giường của chú nè. Đem lại. Đem lại, à, tôi thích đâu nhé, tôi đi vào nhà tôi nằm nhé. Vâng, tốt quá. Đi, đi một vòng đi ha. Đi vào đâu? Đi lên nè, đi vô. Chú đã ăn cái gì chưa? Còn sớm lắm, ăn gì cũ. Ăn thì ăn đói, hôm qua đến giờ thì đói. Tao có qua tới giờ, mới nửa đêm mà. Đó, đi một vòng đi, sát mặt đi. Sát mặt đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
cứ gọi xem tin cho ngôi, cứ gọi cứ là những giờ con nhớ một tắt. Mà chẳng là sao có và tôi là con mất qua chủ tháng ngôi ngôi. Thì tôi là cái ngôi cứ một tổ nhau cứ sợ là như thế này tay bên nhà. Để mà cũng như là cũng không nhớ như thế này gọi là. Và cũng rất là những giải ra như các giải cho ngôi và chủ tư. 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 Rồi. Còn sớm nó ngủ giấc nữa nha. Vâng không, nằm đúng rồi, cũng nằm đó thì mình nằm ngoài. Vâng, chân đau quá hả? Tắt đèn ha.